Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức dạy học đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19. Theo đó, đối với lớp 1, lớp 2, việc tổ chức bài kiểm tra học kỳ 1 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5, bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 và cuối năm học được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Đối với lớp 1, lớp 2, trường hợp tại thời điểm kiểm tra định kỳ, học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp. Cơ sở giáo dục báo cáo phương án điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến về phòng giáo dục đào tạo. Đối với các em lớp 3, lớp 4, lớp 5, bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 và cuối năm học được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và phù hợp với tình hình phòng dịch COVID-19 tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá. Ban giám đốc của Sở Giáo dục phối hợp cùng với các cái huyện, chính quyền địa phương cũng như chỉ đạo phòng giáo dục và các cái trường để mà hướng dẫn công tác ôn tập chuẩn bị cho cái kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Từ đầu năm học 2021-2022, trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh đã tổ chức cho học sinh tham gia học tập bằng hai hình thức: học qua truyền hình và học qua môi trường Internet. Đối với học sinh khối lớp 1 và 2 học qua truyền hình, qua tìm hiểu, đối với giáo viên đứng lớp đều cho rằng trong điều kiện dịch bệnh, việc tổ chức kiểm tra học kỳ 1 bằng hình thức trực tiếp cho học sinh tiểu học sẽ an toàn hơn. Mặt khác, từ đầu năm học, học sinh đã học qua môi trường Internet đã quen, nên khi qua môi trường Internet sẽ gặp thuận lợi hơn. Tôi nghĩ thì với điều kiện lâu nay mà giữa giáo viên là tôi và học trò bản thân tôi tương tác với nhau, học cùng nhau, trải nghiệm cùng nhau thì các em sẽ làm bài tốt. Tôi thấy kiểm tra trực tuyến trên phần mềm Azuta cũng rất là tốt. Và tôi đã cho học sinh lớp tôi là cũng tập làm thử các đề trên đó thì tôi thấy là các em làm bài rất là tốt và giáo viên cũng dễ dàng đánh giá. Đối với học sinh học qua môi trường Internet, tình hình học tập cũng đã đi vào nề nếp. Đa số học sinh đều mong muốn nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ 1 qua môi trường Internet. Nên con nghĩ là học trực tuyến là nó sẽ an toàn hơn học trực tiếp. Và con nghĩ là khi các bạn học trực tuyến là các bạn sẽ làm nhanh hơn và giáo viên sẽ chấm dễ hơn. Thì con thấy thi trực tuyến hay thi trực tiếp cũng được, nhưng mà con nghĩ thi trực tuyến nó sẽ rút ngắn được thời gian hơn. Hiện nay tỉnh Kiên Giang có 261 trường tiểu học, 61 trường tiểu học và trung học cơ sở với trên 162.000 học sinh. Nhà trường cần lập kế hoạch thời gian thực hiện bài kiểm tra định kỳ, tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến hướng dẫn, tạo sự đồng thuận về phương án thực hiện. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh. Nội dung đề kiểm tra phù hợp với yêu cầu. Câu hỏi, bài tập kiểm tra phải được thiết kế đảm bảo các bước theo quy định, tập trung vào nội dung học tập cốt lõi. Theo công văn hướng dẫn, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19.